Xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang một phần hoàn toàn mới so với từ đầu chương trình lớp 9 đến giờ. Đó chính là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các hợp chất hữu cơ. Và phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu sẽ là về hydrocarbon và nhiên liệu. Và bài đầu tiên trong phần này chúng ta đi học ngày hôm nay sẽ là bài về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Vậy thì hợp chất hữu cơ là gì? Và trong phân tử hợp chất hữu cơ thì chúng được cấu tạo như thế nào? Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ chúng sẽ liên kết với nhau như thế nào? Liệu rằng nó có giống như trong axit, bazơ, muối hay oxit trong phần vô cơ mà chúng ta đã học hay không? Thì mời tất cả các con vào bài học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hợp chất hữu cơ. Thì hợp chất hữu cơ chính là các hợp chất của carbon trừ CO, CO2, H2CO3 và muối carbonat. Như chúng ta đã biết thì CO này, CO2, H2CO3 và muối carbonat đều là các hợp chất vô cơ mà chúng ta đã được đi tìm hiểu ở trong bài carbon, đúng không nào? Vậy thì người ta chia hợp chất hữu cơ này thành mấy loại? Thì người ta sẽ chia hợp chất hữu cơ thành hai loại dựa vào thành phần cấu tạo của chúng. Loại thứ nhất đó chính là hydrocarbon. Và loại thứ hai chính là dẫn xuất của hydrocarbon. Vậy thì hai loại này khác gì nhau? Thì đúng như cái tên gọi của nó, hydrocarbon, tức là trong phân tử hợp chất chúng sẽ chỉ gồm hydro và carbon. Ví dụ CH3 này, C3H6 này, C3H4 này, vân vân. Tức là trong phân tử của chúng ta đã nhìn thấy ngay nó chỉ gồm hydro và carbon, nên người ta gọi nó là hợp chất hydrocarbon. Và loại thứ hai chính là dẫn xuất của hydrocarbon, tức là trong phân tử của chúng ngoài hydro, ngoài carbon ra còn một số nguyên tố khác. Cô lấy ví dụ như là CH3OH. Thì CH3OH chính là một dẫn xuất của hydrocarbon. Ngoài hydro và carbon trong phân tử hợp chất ra, chúng còn có oxy. Vậy thì cách phân loại của hợp chất hữu cơ này chúng ta cũng không quá khó để nhớ được, đúng không nào? Đúng như tên gọi của nó này, hydrocarbon, tức là trong phân tử hợp chất của chúng sẽ có hydro và carbon. Còn phần dẫn xuất thì ngoài hydro và carbon ra chúng còn có những nguyên tố khác nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo trong phân tử hợp chất hữu cơ. Phân tử hợp chất hữu cơ thì chúng đã được liên kết với nhau như thế nào? Thì trong hợp chất hữu cơ người ta sẽ có một quy ước, đó chính là carbon có hóa trị 4, oxy có hóa trị 2 và hydro có hóa trị 1. Đó là quy ước nhé. Và chúng ta cần phải thuộc quy ước này. Và phần quy ước về hóa trị này thì cũng tương tự như trong phần vô cơ, carbon cũng có hóa trị 4 này, oxy cũng có hóa trị 2 và hydro cũng có hóa trị 1. Tiếp theo thì mỗi một liên kết thì được biểu diễn bằng một gạch nối. Đây, đây chính là việc biểu diễn một liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ. Cô sẽ lấy ví dụ với phân tử CH4 nhé. Thì chúng ta thấy ở trong này này, CH, tức là CH4 thuộc hydrocarbon hay dẫn xuất của hydrocarbon. Có C và H đúng không nào? Nên CH4 sẽ là hợp chất hydrocarbon. Và bây giờ chúng ta sẽ đi viết công thức cấu tạo cho phân tử hợp chất CH4. Thì ở đây chúng ta thấy này, carbon có hóa trị 4, hydro có hóa trị 1, nên chúng ta sẽ viết carbon trước. Carbon có hóa trị 4 đúng không? Mà mỗi một liên kết được biểu diễn bằng một gạch nối. Carbon có 4 liên kết, 4 hóa trị, nên chúng ta sẽ biểu diễn carbon có 4 gạch nối xung quanh carbon. 1 này, 2 này, 3 và 4. Đây chính là cách biểu diễn các liên kết của nguyên tử carbon. Và hydro thì có một liên kết, đúng không nào? Và hydro có hóa trị 1, nên chúng ta sẽ điền hydro vào 4 cái gạch này. Hydro thứ nhất này, hydro thứ hai, hydro thứ ba và hydro thứ tư. Đây chính là cấu tạo phân tử trong phân tử hợp chất hữu cơ CH4.
thỏa mãn carbon hóa trị 4 và hydro hóa trị 1, đồng thời cũng thỏa mãn là mỗi liên kết được biểu diễn bằng một dấu gạch ngang. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đi biểu diễn phân tử CH3OH. Vậy thì CH3OH là hydrocarbon hay dẫn xuất hydrocarbon? Chúng ta để ý thấy trong phân tử CH3OH, ngoài carbon và hydro ra, nó còn có một nguyên tố khác nữa, đó chính là oxy. Vậy thì chúng ta có thể kết luận được ngay CH3OH chính là dẫn xuất của hydrocarbon. Và chúng ta lại tiếp tục viết công thức cấu tạo giống như của CH4. Chúng ta có carbon có hóa trị 4, nên cô sẽ viết carbon này có hóa trị 4, 1, 2, 3 và 4. Có 4 hydro đúng không nào? Chúng ta sẽ điền này, 1, 2, 3. Nếu như chúng ta cũng điền nốt một hydro vào đây thì sẽ giống với CH4 đúng không? Tuy nhiên thì trong phân tử còn một nguyên tử oxy nữa, vậy thì chúng ta sẽ điền oxy vào đây. Và vì oxy có hóa trị 2 nên xung quanh oxy sẽ phải gồm hai gạch. Chúng ta viết tiếp một gạch nữa của oxy vào đây. Và gạch còn lại này chính là liên kết với hydro. Đó chính là công thức cấu tạo của phân tử CH3OH, thỏa mãn carbon hóa trị 4, xung quanh carbon có 4 liên kết. Hydro có hóa trị 1, xung quanh mỗi hydro có 1 hóa trị. Và quan trọng là oxy. Oxy có hóa trị 2 nên xung quanh nó sẽ có 2 gạch biểu diễn cho 2 liên kết. Chúng ta đã hiểu phần hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ chưa? Cũng không quá khó đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang một phần nữa nhé. Phần này chính là về mạch carbon. Vậy thì trong phân tử hợp chất hữu cơ, hầu hết sẽ gồm carbon và hydro. Vậy thì carbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau hay không? Thì câu trả lời của phần này chính là carbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau để tạo thành mạch carbon. Đó chính là mạch carbon. Và người ta sẽ chia mạch carbon này ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là mạch thẳng, loại thứ hai là mạch nhánh, và loại thứ ba chính là mạch vòng. Bây giờ để giúp cho các con có thể hiểu rõ hơn về 3 loại mạch carbon này thì chúng ta sẽ đi làm một ví dụ nhé. Cô có ví dụ với CH4 và C3H6. Cả CH4 và C3H6 thì đều thuộc hydrocarbon, đúng không nào? Vì trong phân tử của chúng chỉ gồm C và H. CH4 cũng gồm C và H. Đầu tiên chúng ta sẽ viết mạch thẳng cho CH4. Đúng như tên gọi của nó, mạch thẳng tức là một đường thẳng, nên ở đây có 4 nguyên tử carbon này. Và 4 nguyên tử carbon này liên kết trực tiếp với nhau để tạo thành mạch carbon thì chúng ta sẽ viết như sau. 1C này, 2C này, 3C này và 4C. Đây chính là một mạch thẳng. Và vì carbon có hóa trị 4 như ở bên này nên xung quanh mỗi nguyên tử carbon sẽ gồm 4 liên kết. Chúng ta sẽ điền đầy đủ vào nhé. 1, 2, 3. Vậy là xung quanh carbon thứ nhất đã có 4 liên kết. Carbon thứ hai xung quanh nó đã có 2 liên kết rồi, và nó còn thiếu 2 liên kết nữa. Chúng ta lại tiếp tục điền tiếp. Tương tự như thì carbon số 3 này xung quanh nó cũng có 2 liên kết. Chúng ta sẽ thêm 2 liên kết vào đây. Và carbon cuối cùng xung quanh nó chỉ gồm 1 liên kết, nên chúng ta sẽ phải điền thêm 3 liên kết còn thiếu nữa. 1, 2 và 3. Như vậy là chúng ta sẽ thử đếm xem có bao nhiêu liên kết nhé. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7 và 8, 9, 10. 10 liên kết này vừa với 10 hydro, nên chúng ta sẽ điền 10 nguyên tử hydro vào mỗi liên kết này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Do đó đây chính là một mạch thẳng của mạch carbon. Mạch thẳng tức là 4 nguyên tử carbon này liên kết với nhau theo một đường thẳng. Thế còn với mạch nhánh? Mạch nhánh tức là nó không đi theo một đường thẳng nữa, mà nó sẽ rẽ ra một nhánh khác.
Và vẫn với CH4, cô có thể viết như sau. Một này, hai này, ba carbon. Và một carbon nữa cô sẽ viết ở đây. Thì đây chính là mạch nhánh, đúng không nào? Nếu như cô không viết ở đây, mà cô viết ở đây thì có được không? Cô viết ở chỗ này, vị trí này có được không? Thì câu trả lời là không. Nếu như chúng ta viết ở vị trí này thì cũng chẳng khác nào là một đường thẳng như thế này cả. Nếu chúng ta bẻ cái nhánh này lên trên, đúng không nào? Tương tự thì chúng ta cũng sẽ không thể viết ở đây được, bởi vì nó cũng không khác nào mạch thẳng như ở trên cả, mà bắt buộc chúng ta sẽ phải điền nguyên tử carbon còn lại vào vị trí số 2. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đếm xem xung quanh nguyên tử carbon còn đã đủ 4 liên kết chưa nhé. Đầu tiên này, carbon số 1 chỉ mới có 1 liên kết và còn thiếu 3 liên kết nữa. 1, 2 và 3. Carbon thứ 2 xung quanh nó đã có 3 liên kết rồi nên còn thiếu 1. Carbon thứ 3 này nó cũng chỉ có 1 liên kết và thiếu 3. 1, 2 và 3. Carbon này thì sao? Nó cũng có 1 liên kết rồi và thiếu 3 nữa. Và việc còn lại của chúng ta chính là điền số hiđro vào đây. Chúng ta sẽ điền hiđro vào đây. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 và 10. Như vậy là chúng ta đã điền xong. Và đây chính là một hiđro carbon có mạch nhánh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ví dụ của hiđro carbon, mạch carbon có dạng mạch vòng. Và cô sẽ lấy ví dụ với công thức phân tử là C3H6. Và mạch vòng đúng như tên gọi của nó, tức là một mạch khép kín. Chúng ta sẽ viết như sau. Carbon này, carbon, carbon. Ba nguyên tử carbon này chính là ba đỉnh trong một tam giác và tạo thành một đường khép kín. Và như vậy chúng ta gọi đây chính là mạch vòng. Và bước tiếp theo chúng ta lại đếm xem mỗi nguyên tử carbon này còn thiếu bao nhiêu liên kết nữa. Đầu tiên carbon trên đỉnh này đã có 2 liên kết rồi và nó còn thiếu 2 liên kết nữa. 1, 2. Tương tự carbon này cũng có 2 rồi, nó cũng thiếu 1, 2. Và carbon này cũng thiếu 2. Và cuối cùng chúng ta lại điền hiđro vào. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đó chính là hiđro mạch carbon có dạng mạch vòng. Và đây chính là ba ví dụ rất điển hình giúp chúng ta hiểu hơn về mạch carbon, đúng không? Mạch carbon tức là các nguyên tử carbon trong cùng một phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau. Và đây, bốn nguyên tử carbon này liên kết trực tiếp với nhau, tạo thành một đường thẳng. Nên người ta gọi là mạch carbon dạng mạch thẳng. Tương tự thì bốn nguyên tử carbon này tạo thành một đường gấp khúc này. Do đó nó sẽ là mạch nhánh. Và cuối cùng ba nguyên tử carbon này tạo thành một tam giác. Mỗi nguyên tử carbon là một đỉnh của hình tam giác nên nó được gọi là dạng mạch vòng. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về mạch carbon, tức là trong mạch carbon tức là gồm các nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhau. Vậy thì trong phân tử hợp chất hữu cơ, liệu rằng các liên kết này có thể thay đổi với nhau được hay không? Chúng có thể hoán đổi vị trí với nhau được hay không? Hay là chúng sắp xếp theo một trật tự nhất định? Thì chúng ta sẽ đi tiếp vào phần thứ hai, đó chính là trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ. Thì ở đây người ta có một nhận xét, đó chính là mỗi hợp chất hữu cơ thì có một trật tự liên kết xác định. Cô sẽ lấy ví dụ với phân tử là C2H6. Và C2H6 thì là hiđro carbon hay dẫn xuất của hiđro carbon. Trong phân tử gồm C này, H và O nên C2H6O là dẫn xuất của hiđro carbon. Cô sẽ lấy ví dụ công thức cấu tạo của C2H6O như sau này. Đầu tiên, nó vẫn tuân theo nguyên tắc, đó chính là carbon thì có hóa trị 4, oxy có hóa trị 2 và hiđro có hóa trị 1. Cô sẽ viết công thức cấu tạo của C2H6O như sau nhé. Đầu tiên này, cô có C2H6O
C2, đúng không nào? Và mỗi một carbon thì có 4 liên kết xung quanh nó, mà ở đây mới chỉ có một thôi, nên mỗi carbon này còn thiếu 3 liên kết nữa. 1 này, 2 và 3. Chỗ này cũng 1, 2 và 3. Ở đây có 6 hydro và có 1 oxy, nên chúng ta sẽ viết 1 oxy vào đây. Oxy có hóa trị 2 nên xung quanh nó cũng sẽ phải có 2 liên kết. Ở đây chúng ta thấy có 1 rồi này. Và ở đây còn thiếu 1 nữa. Và bước cuối cùng chúng ta sẽ đếm số hydrocarbon và điền vào các liên kết này. Chúng ta có như sau này: 1, 2 hydro này, 3, 4, 5 và 6 nguyên tử hydro. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho chúng ta là liệu rằng các thứ tự trật tự này có thể hoán đổi cho nhau được không? Ví dụ nhé, cô sẽ lấy ví dụ này. Vẫn là C2H6O nhưng nó sẽ liên kết như sau. C sẽ liên kết với O rồi mới liên kết với C còn lại. Và như vậy là oxy xung quanh nó đã đủ 2 liên kết rồi. Còn carbon thì xung quanh nó vẫn thiếu 3 liên kết nữa. Chúng ta lại điền 3 liên kết vào xung quanh nguyên tử carbon. 1, 2, 3, 1, 2 và 3. Và bước cuối cùng chúng ta lại điền hydro vào. 1 này, 2 này, 3, 4, 5 và 6. Như vậy là ở đây carbon liên kết với carbon liên kết với oxy. Còn ở đây carbon liên kết với oxy rồi mới liên kết với carbon. Vậy thì hai chất này, hai công thức cấu tạo này có gì khác nhau hay không? Thì câu trả lời là vì mỗi công thức của hợp chất hữu cơ, mỗi hợp chất hữu cơ thì có một trật tự liên kết xác định. Do đó khi chúng ta thay đổi vị trí của nó thì nó sẽ tạo thành hai chất hoàn toàn khác nhau và nó có tính chất hoàn toàn khác nhau. Cô lấy ví dụ như là trong C2H6 nhé. Thì C liên kết với C liên kết với O thì đây chính là rượu ethylic và đây là hợp chất là chất lỏng. Chất lỏng này. Và tên gọi của nó chính là rượu ethylic. Rượu ethylic. Còn bên này, C liên kết với O liên kết với C, đây không còn là chất lỏng giống như ở bên này nữa mà đây là một chất khí. Chất khí. Và nó có tên gọi hoàn toàn khác so với rượu ethylic, đó chính là dimethyl ether. Dimethyl ether. Còn vì sao tên gọi của nó lại như thế này và công thức cấu tạo của nó lại như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tìm hiểu ở những bài học sau nhé. Và chúng ta sẽ chuyển sang một phần mới, đó chính là công thức cấu tạo. Từ nãy đến giờ thì cô nói rất nhiều về công thức cấu tạo rồi. Vậy thì công thức cấu tạo là gì? Công thức cấu tạo tức là biểu diễn các liên kết của hydro và carbon cũng như là của oxy. Cô sẽ lấy ví dụ với công thức cấu tạo của CH4 này. Thì ở đây có một nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydro, đúng không nào? Nên xung quanh nguyên tử carbon sẽ bao gồm là 4 nguyên tử hydro. C này, 1, 2, 3 và 4. Chúng ta sẽ điền 4 nguyên tử hydro vào đây. 1 này, 2 này, 3 và 4. Đây chính là công thức cấu tạo của CH4. Tiếp theo với C3H8 thì khi nãy chúng ta có viết của C4H10 thì C3H8 cũng sẽ tương tự như với C4H10. Chúng ta sẽ viết gồm 3 carbon. Và xung quanh mỗi carbon là 4 liên kết. 1, 2, 3. Tiếp này. Và chúng ta sẽ điền số hydro vào mỗi liên kết này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Thì đây chính là công thức cấu tạo của C3H8. Tiếp theo là
C4H8. Thì C4H8 này chúng ta sẽ viết nó dưới dạng mạch vòng. Và khi nãy chúng ta học thì mạch vòng tức là một mạch khép kín. Cô sẽ viết như sau. 1, 2, 3, 4. 4 nguyên tử carbon nằm ở 4 đỉnh của một hình vuông. Và xung quanh mỗi nguyên tử carbon này sẽ gồm 2 liên kết. 1, 2 này. Và cuối cùng chúng ta sẽ điền số hydrocarbon vào đây. 1 này, 2 này. Cũng không quá khó đúng không nào? Tiếp theo là C2H5Cl. Cô sẽ viết C2H5Cl sang bên này nhé. C2H5Cl. Thì nó gồm 2 nguyên tử carbon. 1 này, 2 này. Xung quanh mỗi nguyên tử carbon sẽ còn thiếu 3 liên kết nữa. 1, 2, 3. Và clo thì trong hóa học vô cơ, clo có hóa trị 1. Thì ở đây, trong hợp chất hữu cơ, clo cũng có hóa trị 1. Và chúng ta sẽ phải điền 5 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử clo vào mỗi đỉnh này, vào mỗi một liên kết này. Chúng ta có 1 hiđro này, 2 hiđro, 3, 4, 5. Và còn lại đây chính là clo. Thì đó chính là công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ. Ở phần này thì chúng ta mới bước sang một chương mới thôi, nên chắc chắn là sẽ còn rất nhiều điều mới và lạ lẫm đối với chúng ta nữa. Vì chúng ta đang học ở phần vô cơ vẫn quen rồi đúng không nào? Vì thế nên về nhà các con hãy cố gắng học lại thật kỹ những kiến thức này để chuẩn bị cho những bài học tiếp theo phức tạp hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo.